Hồ câu 3 lít anh em nhá. Đây này anh ngắm tiêu nè. Đây này đây, anh đây thẳng cột sóng đây được rồi, đéo rồi. Thẳng thẳng cột anten này. Đó, đang căn phao anh em nhá. Đây này, lấy ở đầu là cái que này. Thực ra thì anh em không nhìn thấy là tít bên kia cơ. Căn vào một cái cột điện, cột đèn ở bên hồ bên kia hồ. Từ đây ra đấy là chéo. Căn phao anh em nhá. Đó, căn thêm một cái tiêu chéo nữa đây anh em nhá. Từ đây thẳng ra phao và thẳng vào cái ngọn cột phát sóng kia. Hai tiêu thì chả bao giờ lệch được. Ok anh em. Này liệu ăn cái giải gì không nhá. Hồ câu 300. Hồ câu dân biểu Vân Canh Hoài Đức Hà Nội. Ba anh em mình đi nhá. Tổ chào bà con lên cho đẹp tổ. Phải biết câu cơ. Bảo phải biết câu cơ. Anh chấm trắng mới chấm đen. Đâu ngoảnh đen không? Có ngô này, này trắng vẫn vào này. Không nghiền à? Không nghiền. Chơi nguyên con. Đó, ngon rồi. Cái này ra chút thôi gì? Vâng, để xúc từng gái một. Từ ngoài phao vào. Để chậu sát phao để ông úp xuống. Bơi được không? Này đắm thuyền lên cửa thôi. Ở đây để cho ông chưa. Cái thuyền nó bé quá, nhìn tranh vinh quá nhỉ. Ui, mày. Đã chìm được đâu. Lấy hai cái kia ấy kìa. Không có chi trả. Anh nhìn có vẻ ô kìa 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 kìa. Ngồi cân cân một tí em. Cẩn thận nhá. Ui. Ra tổ phát nó ấy nghiêng quá. Anh đặt chậu ra ngoài chưa? Thuyền đeo thì làm thuyền bé thế. Nó đổ quen, nó đổ suốt ngày. Cái thằng dân vẩu nó nhẹ. Thằng Tô ngồi không khéo thì cứ thuyền còn không nổi cơ. Cứ phang thẳng vào phao. Hải sói nhá, đầu gấu đất canh đi đổ mồi. Cẩn thận con chấm đen mà 20 cân nó nhảy lên thuyền cái là thôi đấy. Cái đoạn này thì phải về ghép cái đoạn gì nhỉ? Nhạc Tôn Ngộ Không đi bắt đầu đi học phép. Mẹ cái thuyền bé thế kia sợ. Anh ngồi thuyền đấy bé quá anh sợ. Nó lại gió nữa. Anh xui dại cho nó thả. Ở đấy. Thôi. Để điện thoại thì nó còn treo cẩn thận, không có điện thoại cẩn thận này. Còn nguy hiểm hơn. Toát mồ hôi rồi, toát mồ hôi hột rồi. Chết rồi. Bắt đầu thả thính anh em nhé. Đánh cá rồi, đánh lắm làm gì. Được, xúc cái một đổ được mà em. Xúc thoải mái mà. Cứ đổ đè lên phao ấy. Anh cứ đổ thẳng vào phao. Cứ đổ thẳng vào phao, cứ đổ thẳng vào phao, chìm phao thì thôi. Chìm phao thì kệ. Cứ đổ xung quanh phao cũng được, đổ thẳng phao cũng được, chả sao đâu. Anh đổ xuống nó tả ra mà. Mai đi đánh đen trắng nhá. Cẩn thận đây, thuyền nó bé lắm.
Hôm nay 305 tiếng anh em nhá. Bơi trên phao một tí anh. Xúc thôi, em xúc thôi, cầm cả chậu nó nghiêng thuyền đấy, cái thuyền nó bé quá. Đấy, thế là ngon. Thế là ngon rồi. Quá chuẩn luôn. Chuẩn quá. Cứ bình tĩnh thôi. Bơi lên anh. Thế cũng được. Tổ hôm nay sướng nha, được hẳn đầu gấu đi thả thính cho. Lấy mà không lên được nữa thì ăn chun. Biết đâu hôm nay lại bất ngờ. Biết đâu lại tát hồ. Được rồi anh. Rửa luôn chậu ấy, múc nước trắng 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 đổ cho cái nước xít nó trôi đấy. Đấy, ngon luôn. Ôi giời. Chuẩn luôn. Kệ anh, nó có ốc chết à? Ăn tiền rồi. Thế là ăn tiền rồi anh ạ. Bây giờ em ném em dê Hải à? Vâng, giờ em kéo anh Hải vào bờ. À, cái thuyền bé này hôm trước anh cũng chèo chéo cái thuyền bé này, hồ Vinh Tâm anh không dám chèo thì anh thôi. Hồ Vinh Tâm nước nó lại sâu 15-17 mét, sợ chìm nó không nổi. Chìm mấy ngày nó mới nổi. Ba thằng, bốn thằng ngồi một cái thuyền, cái đông ra đông đưa. Hải vẫn còn cái ảnh anh ngồi gặm xương sao ấy. Quay dạng dừa đó. Cẩn thận thế. Cháu mấy hôm cháu móm gì mẹ. Xui xịch. Nào mày ra công được cái ốc này chuẩn phết này. Cái này nó chịu à, nó đéo cũng nhận trần lên. Ui tròn. Cái này có mà xúc cá mập được. Nó quý. Rồi nó ra tiếp nữa. Đòi máy. Còn mẹ. Mẹ rút em lâu nữa kìa, nói nó bị hỏng. Cá lồn này ăn mẹ ngu thế thì ăn được mồm. Vẫn khỏe lắm. Nó nhìn thấy mình thì mẹ nó chạy. Ui nhìn sướng nhỉ. Anh em này. Đấy rồi. Đấy. Đang test ổ, thử ổ đã làm ngay cái vẩy rồi anh em nhé. Tí nữa thì ăn huy chương. Vẩy to phết, vẩy đen nhá. Hôm nay tầm chục cân á. Được cả mớ rác. Trúng mồm. Chạy đi đâu. Chạy ở mắt là chú Giang, chạy em ra được. Ngọt lên luôn. Có mồm, chạy đi đâu.
Tôi thì tính được mua mẹ con này của chú về một con. Ôi trời, nó đầu bùn kìa. Có ngon không? Chạy đi đâu? Bạn cả má rồi. Bắt má rồi. Được. Cầm mẹ ngủ tên mắt như kia mà con nhắm mời sắm. Sâu thế này thì có mà chạy vào đâu? Kim đâu? Đéo mẻ rồi chết. Đúng không? Vây trên thì mắt thì không bao giờ ra được, chỉ có đứt. Này chỉ có nổ cước chứ làm ra làm sao được. Đánh đủ nhẹ nhàng. Ờ, giật đùn làm đi mẹ cục vào đất luôn. Đi lên, nhấc lên thẳng vào đầu tôi xóa kia. Lồng lên. Quả đâu lắm mẹ. Nhốt lồng mẹ. Vâng, lồng. Làm mà nhốt đi đi. Nhốt đi, mẹ tanh bỏ mẹ. Đây lồng mở rồi, đổ vào lồng thôi. Đồ bắt đi. Đi. 8 cân hết thì nào được. Đấy giờ, 8 cân hết. Con này phải hơn 8 cân đấy. Ừ, con này phải hơn 8 cân. Lưỡi nào thì lưỡi cứ dính ra được. Bên kia ông móm hết vỡ cả mồm. Con đèn ngon đấy. Cứ từ từ bình tĩnh thôi, sợ nó lì vết nhỉ. Này, ông khác nổ đi va vào. Ui, nguy hiểm quá nhỉ. Thôi. Ui, cái cán vợt anh để thế này. May không mất đấy. Cắn ra đem túi một phát nó xoay luôn này. Tí mất nha. Cắn vào xoay chặt rồi đi. Bị đau rồi. Tí thì mất. Để mất thì lại khó nói chuyện. Ông nói thế thôi thì cũng tiếc. Cắn vật thì sau anh câu cá to thì kiểm tra nó xoay cán. Em vừa xúc phát nó xoay luôn, may. Ông kia là đánh dù à? Hay cướp? Dù thì thường nó kiểu nó bị bện vào chả? Khó. Rồi rồi mất con này rồi vài hôm rồi. Ôi giời. Dính sâu rồi, nhưng mà là dính sâu to nó quét lên đùa. Con này to đấy chứ. Được rồi, anh lấy túi đi. Lên đây thì chạy không sao được nữa. Ngon, con này phải chục cân. Ôi, cái mắt nó lôi hết cả ra. Con này hơn. Ui, quánh lòi cả mắt, sứt cả mũi kìa. Thế mà nó chạy được gớm nhờ. Ngồi bên kia từ sáng giờ chưa thấy gì. Mình đang nghe điện thoại nghĩ đéo đâu đây à? Ôi đỏ chấp cả hồ ngay. Ông bên kia ngồi cả buổi có được cái gì đâu, xong vừa ra ô tô cái thì nó lôi cả cần. Cuối cùng ra giật chả được con nào. Đó, thế nó được không?
ngon. Con này phải đầu 10. Đầu 10 đổ lên. Ôi thế nó đỏ rồi. Bên mình thì ăn mỗi cái hai cái vẩy xong là chạm được hai phát thì giật không được anh em ạ. Đi hóng thì tiện cá hô. Hô bên này 18 cân mới lên được một con chấm đen nhé, khoảng 8 cân. Hô bên này thì cũng nhim ra hết mới mới ông anh vừa xong thì quay đấy thì được một con nó đi người lộ hôm trước đi nó cuốn vào thôi. Cái con nào thì vẫn chưa được cái gì. Rồi. Khả năng là móm anh em mình hôm nay khả năng là toang rồi anh em ạ. Khả năng là móm rồi, hôm nay đi quay được hai con cá hồ. Một con hồ biên dân biểu, một con ở bên hồ Hương Thắng. Toang rồi, toang rồi. Cả hồ dân biểu đây hôm nay cũng 18-20 cân đấy. Được có một con chấm thôi, một chấm trắng, à một chấm đen khoảng 8 cân. Còn lại móm tất này. Cá nó không đi ăn thì phải chịu thôi anh em ạ. Đây cô em đang buồn lắm đây này. Cô em đang buồn, ba thằng đang buồn như nhau đây này anh em. Cá thì không ăn vợ. Cứ gọi gì báo cáo hôm nay anh em là tất cả móm hết nhá, cả ba hồ nhá. Hai hồ Hương Thắng bên này móm luôn, có một ông anh ngồi ở đầu bên kia thì được con chép mù. Hôm mà con chấm mù thì hôm trước của ông nào nổ ấy thì đi nó cuốn vào trục. Bên hồ bên này là 20, hồ thường Hương Thắng 20 cân nhá, hồ VIP thì rất nhiều. Chưa thấy hiện tượng gì. Còn đây là hồ câu dân biểu 27 cân móm tất thì không đúng, có một ông anh ở đầu bên này cũng sáng lên được một con chấm đen đóng vào mồm đấy. Quay phim cho anh em xem đấy, còn lại thì ăn chun tất đây anh em nhé. 27 cần một con chấm đen này. Cả hồ mà lên tất thì mình không lên thì mới sợ, chứ còn cả hồ mà móm thì mình móm lốt thì chả sao. Nó là chuyện quá bình thường, đi câu là phải biết móm anh em ạ. Đi câu mà không móm thì không phải là đi câu. Ok anh em chuẩn bị dọn đồ thôi. Hẹn gặp lại anh em ở các cái clip sau. Biết làm thế nào khi mà cá không ăn. Giờ chỉ cho bánh telit thôi. Đây là đến phần thi tập telit của ông cu em nhá. Đây là bộ môn võ thuật truyền thống thất truyền rất nhiều năm rồi. Cu em đây là hậu bối của Tuấn Nhổn nhá. Tuấn Nhổn thì ở trong trục là có 100m cước vụt phát 170m. Đây là hậu bối của Tuấn Nhổn, ở trong trục thì có 120m vụt phát 210. Đang giữ kỷ lục vụt idol của giới trẻ câu cá hiện nay đây. Alo. Móm gãy răng rồi. Ở đấy. Răng vẫn còn nguyên này, bảo móm gãy răng rồi đùa buồn không? Mà thôi đang đánh ba tiêu trật tự đi để đánh. Sư phụ ra. Sư phụ ra ngồi động viên học trò oánh telit. Đây nó hưởng canh. Chuyên làm ở bên công ty vợt cá. Không trượt phát nào. Không trượt phát nào bởi vì cứ trượt là bị trúng hồ nên là không thể trượt được. Cu gọi suốt lúc nãy cũng gọi anh ơi được con gì chưa mà có được cái chun. Em để cho anh
Rồi, cô em nó chuẩn bị tập thể dục nhá. Ui, chiếu phát giữa hồ. À, đây là kỹ thuật dê cá khắm lọ nhá. Hôm nay em nhớ như cái này anh Tấn giả tiến hộ. Tay con này có cứng không anh? Em vừa để ra anh một cái của em vào đấy, em ba cái em để anh một cái em ấy rồi em còn một cái. Kỹ thuật dê cá khi móm anh em nhá. Đây xuống ông Phi lấy cả bó 10.000 ba cái. Kỹ thuật chống móm. Nhưng mà chắc là móm thôi. À, kỹ thuật chống móm nhưng mà chắc là cũng toang thôi. Mà phải đỏ cơ, còn đen thì quên đi. Phải có nước lèo, giống thằng Linh hôm qua ấy, phải có nước lèo. Thôi bà con anh em nhé, dọn đồ đi về đây.